Vừa qua, hàng loạt cây xăng tại nhiều địa phương đã treo biển hết xăng, đóng cửa, dừng bán hàng. Trước tình trạng đó, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra tất cả các địa bàn có nơi treo biển hết xăng vừa xảy ra là do thiếu hay là găm xăng. Trong 3 ngày qua, khá nhiều cửa hàng xăng dầu tại Đắk Lắk, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nội đã treo biển hết xăng, thậm chí đóng cửa dừng bán. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết họ đã không nhập khẩu được xăng dầu. Và dù mức chiết khấu đã bị hạ bằng không, tức là doanh nghiệp bán lẻ không có lãi, thậm chí còn chịu lỗ phí thuê nhân công, phí thuê mặt bằng mà vẫn không đủ xăng dầu để bán, phải tiến hành việc đóng cửa. Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre nhìn nhận xăng dầu là mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, Bộ Công Thương cần nhanh chóng làm rõ vấn đề này. Vấn đề này thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương. Trong trường hợp này thì Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chỉ đạo để xem xét, để mà đánh giá cho mức đầy đủ. Thậm chí là có thể là phải thành lập một cái tổ để đi khảo sát, nghiên cứu, để kịp thời điều chỉnh cái chính sách và tháo gỡ cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tránh cái tình trạng là người ta là không có xăng mà bán, mà sẵn sàng bù lỗ cũng không có xăng để mà bù lỗ. Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết ông đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra tất cả các địa bàn có phản ánh của báo chí, dư luận về tình trạng cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng, qua đó làm rõ việc này do thiếu hay găm hàng. Bộ Công Thương cũng cho biết hiện nhu cầu sử dụng xăng dầu sau thời gian giãn cách xã hội đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng tại thị trường nội địa tăng mạnh. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu trong nước và quốc tế lại đang cắt giảm công suất, tận dụng thời gian dịch bệnh để thực hiện việc bảo dưỡng, khiến nguồn cung xăng dầu giảm,